Hello everyone, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng gặp phá cái đầu tiên nha. Roblox, let's go. Trong này thì có rất nhiều tựa game khác nhau. Các bạn có thể chọn và chơi những tựa game mà các bạn yêu thích. Đó, rất là nhiều. Big Guy, Ten Titan hay Hero, Excapsolix, Background. Ok, rất là nhiều. Và mình sẽ vào Ten Titan. Ok, let's go. Mình rất yêu thích một nhân vật. Đó chính là một nhân vật rất là to, Cedar Blocks. Ok, ném thôi. Mình nào thích đánh nhau mình đó đây. Tên hết rồi. Oh my god, suýt chết. Còn tẹo máu nữa thôi. Oh my god, chết rồi. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Granny Chapter 2 Develops. One day. Rồi và mình sẽ cho ông bà này xuống dưới. Lúc đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Kéo bà này ra. Ở đây không có gì. Ok. Let's go. Đã lên được tầng 2 rồi. Ok. Ông già này vẫn chưa lên đây. Mình sẽ học và lái máy bay. Xem ông ta đâu rồi. Thank you.
các bạn bỏ hết đồ đấy để cho tí khi các bạn ví dụ muốn làm cái gì thì các bạn đóng cửa, sau đó thì các bạn sẽ sử dụng. Let's go. Wow. Ok, mình sẽ tháo cái này ra. Ở đây xem có tấm ảnh được không? Không có tấm nào. Oh my gosh. Wow. Không có gì trong này. Let's go. Mình còn tìm một khẩu súng nào, ok. Mình sẽ dùng cái này xem có một cái chiếc chìa khóa nào không. Bảy cái này ra nào. Let's go. Cái này lấy được rồi, ok. Còn nữa đó là một bình ga. Xem xuống hộp dưới đây xem có gì không. Ok ok. Xuống dưới đây nào. Wow, không có gì. Rồi let's go. Ok đây rồi. Còn một bình ga nữa không biết để đâu.
Từ, mình sẽ lấy khẩu súng đó. Trèo đây này, lấy cái này để và mở ra để lấy một khẩu súng. Shotgun. Ok. Bình ga không biết đâu rồi. Có thể là bình ga ở đằng sau kia. Chui cho này cho ông ta không đánh mình đâu. Oh my god, ông ta vẫn có thể nhanh hơn mình. Wow wow wow. So ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo, cũng của hãng Develops. Đây là một tựa game ma Slenderzina. The How. Ok. Wow. Rồi và mình sẽ mở cánh cửa đầu tiên này ra. Tiếp tục mở cánh cửa này ra. Một mẩu giấy. Tất cả trong tựa game này thì các bạn phải đi tìm 8 mẩu giấy, 8 mảnh giấy. Thì khi đủ 8 mảnh giấy thì các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà ma này. Rồi đây là cánh cửa gì đây? Cánh cửa lên tầng 2. Tí mình sẽ kiểm tra sau. Có lẽ mình không quay thật ngay. Đâm ra bà ta nhìn mình một lúc lâu là mình sẽ chết ngay. Rồi ok, và mình sẽ sang tới game thứ 4, Granny Chapter 1. Gosh, bà ta đứng đâu vậy? Sao bà ta vào nhanh thế nhở? Oh my gosh. Chú đây. Ok. Khập khiễng rồi. Wow, bà ta phi luôn xuống đây. Sợ thật.
Ok. Còn hai món nữa là thành một khẩu súng. Và ở đây có 3 viên đạn. Bình ga đây rồi. Còn cái gì nữa không? Oh my gosh, và ta đặt cái bẫy lúc nào đây? Wow, wow, quả lành thì chết rồi. Ok. Rồi, và mình sẽ sang cái game tiếp theo. Fly of Fresh One. Ngày đầu tiên, 12 giờ đêm ngày đầu tiên. Tự game này thì các bạn phải đi coi nhà. Coi tránh con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Ok, và có tất cả trong Fly Express 1 này có tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cao. Ok. Và các bạn coi làm sao để tránh con gấu nó vào nhà các bạn. Có một con gấu sủa chua và đáng báo động. Cho nên các bạn phải coi nhà. Phải thức thu đêm coi. Đến khi nào tìm ra con gấu được thôi. Không thì nó sẽ vào lao vào nhà các bạn và là cắn các bạn chết ngay. Let's go. There's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company. Nếu các bạn không soi, các bạn chỉ để y một cam thôi. Và các bạn chỉ để như này. Thì lúc sau con gấu nó sẽ vào trong nhà các bạn. Và cắn chết các bạn ngay. Magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person. Và các bạn coi, thời gian càng lâu càng tốt. Thì đây hiện tại đang là 1 giờ đêm. Hiện tại đang chuẩn bị là 1 giờ đêm, đang 12 giờ đêm rồi, sắp sang 1 giờ đêm rồi. But there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. Và các bạn coi càng lâu càng tốt. Đó, cách chơi tựa game Fly Express 1 này rất là đơn giản thôi. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Fly Express 2. Continue. Khi có con gấu nó sẽ vào nhà các bạn, thì các bạn sẽ được trốn trong đây. Tựa game này thì các bạn còn có flag soi. Soi đen. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location, you know. Some people still have some kind of negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you. Các bạn phải tiết kiệm cái flash này, càng được lâu càng tốt. Bởi vì nếu các bạn ấn liên tục thì pin của flash nó sẽ giảm dần và lúc đó thì nó sẽ không còn chiếu sáng nữa. Thì đó các bạn sẽ không biết con gấu nó có ở trong nhà các bạn hay không. Và khi nó vào nhiều thì các bạn sẽ bị nó cắn chết ngay. Và
đây các bạn phải coi thật là kỹ nữa và tính toán là sao cho hợp lý, vừa cam mà vừa có lát này. Rồi ok, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Fly Us Fresh Spa. Ok. 12 giờ đêm, ngày đầu tiên. Wow. Fly Us Fresh Spa này thì nó có thêm một chức năng nữa. Đó chính là các bạn có thể có một cái play audio. Tức là các bạn ghi một cái cam nào đó. Một cái cam nào đó mà các bạn ghi của con gấu bên trong. Thì các bạn sẽ ấn play audio và nó sẽ hồi lại trong vòng 10 giây, 7 giây, cho mình nghĩ là 7 giây. Ok. Ở đây là cam ở ngoài. Cam ngoài thì hơi khó nhìn một chút bởi vì là để quá là xa luôn. Màu sắc thì nó không được đẹp. Rồi, bỏ cam cho nhà xong. Hello? Now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the fingers. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. But I honestly thought we'd have more by now. Đó, các bạn cứ coi lâu, càng lâu thời gian càng tốt. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Firelight at Fresh 4. Ok. Và trong Firelight at Fresh 4 này thì có ba cửa và một phòng ngủ. Ok. Và các bạn phải ấn vào từng cửa một. Như mình thì mình hay đóng cửa xong bắt đầu mình bật đèn flash. Thì khi đóng cửa thì nó sẽ tạo tiếng động. Và lúc đó thì mình sẽ bật đèn flash lên. Tại vì nếu mà không các bạn bật đèn flash lên mà nhìn thấy con gấu nó đứng ở ngay cạnh các bạn thì có thể nó sẽ lao vào cắn các bạn luôn. Cho nên luôn luôn các bạn phải đóng cửa xong bật đèn flash. Thì khi đóng cửa thì con gấu nó sẽ chạy đi. Còn không là các bạn sẽ bị cắn ngay. Ok. Và thời gian các bạn coi càng lâu thì càng tốt. Và cái tầm nó vào hay nhiều nhất thì đó là tầm khoảng từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Nó rất là hay vào. Cho nên càng nhanh càng tốt. Đó, các bạn cứ coi như vậy, cứ đi từng cửa phòng một, sau đó đóng cửa rồi lại bật đèn flash lên. Xong rồi lại quay lại từ đầu, cũng đóng cửa bật đèn flash lên. Một cách chơi rất đơn giản thôi. Và các bạn coi thời gian càng lâu càng tốt, làm sao để các bạn khi các bạn bị cắn mà thời gian của bạn quá là lâu rồi thì đó các bạn càng thể hiện cái trình độ chơi game này của các bạn. Vẫn chưa có con nào vào nhà. Đó, các bạn cứ chơi như thế thôi. Ok, và mình xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.